Vào năm 1760 gia đình Colin đã quyết định rời khỏi Liverpool đến một cảng biển của nước Mỹ để lập nghiệp, cùng đi trên thuyền có rất nhiều người hầu và nô bọc. Trong đó có cô bé Angelic rất là say mê cậu chủ Barnabas, dựa vào đoàn tàu đánh cá của mình. Chỉ trong một năm ông Colin đã làm cho công việc kinh doanh thương mại đánh bắt thủy hải sản phát triển vượt bậc. Kể từ đó Colin trở thành một gia tộc giàu có nhất xứ này và xây dựng lên một tòa dinh thự rất to. Thám thoát thời gian trải qua 20 năm, bé gái nô bọc Angelic ngày nào giờ đây đã là thiếu nữ xinh đẹp. Cô ta vẫn còn si tình say mê cậu chủ Barnabas như ngày xưa, thế nhưng cậu chủ lại hoàn toàn không có cái cảm giác gọi là tình yêu với Angelic. Người mà anh rung động chính là cô nàng quý tộc Joseph, vô tình Angelic đã biết được chuyện này. Sự ghen tuông làm cho tình yêu hóa thành thù hận, Angelic lập tức thi triển ma thuật phù thủy ếm lên bức tượng con cá ngựa, làm cho nó vỡ nát rơi xuống vợ chồng ông Colin chết ngay tại chỗ. Mặc dù trông giống như là một tai nạn nhưng Barnabas không tin. Anh nghi ngờ cái chết của cha mẹ mình là do ma thuật đen gây ra, chưa dừng lại ở đó, Angelic tiếp tục lấy chùm tóc của Joseph ném vào chậu nước sôi ma thuật. Phù phép cô gái trở nên vô thức đi thẳng đến vực tử thần, mục đích của phù thủy là muốn những người Barnabas yêu đều phải chết. Khi cậu chủ chạy đến nơi thì Joseph mới quay lại nói một câu, cứu em với rồi gieo mình xuống vực tử thần. Nhìn thấy người yêu chết ngay trước mắt, Barnabas vô cùng đau khổ và tuyệt vọng. Anh quyết định sẽ tự vẫn đi theo người mình yêu dù có là thiên đàng hay địa ngục, thật kỳ lạ là anh lại không chết lùng cô ngồi dậy khóc thương người mình yêu nhưng nước mắt chảy ra lại là máu răng nanh cùng móng tay cũng mọc dài ra và sắt nhọn banabat nhìn lên trên thì phát hiện ả à phù thủy angelic hóa ra là cô ta đã hạ lời nguyền bóng đêm lên banabat biến anh ta thành ma cả rồng sau đó ả à kêu gọi dân làng bắt lấy cậu chủ giam vào quan tài thép khóa lại bằng xích sắt chôn vùi sâu xuống đất 200 năm sau tòa dinh thự colin đã trở nên cũ kỹ và tồi tàn chủ nhân hiện tại là bà elizabeth colin sống cùng cô con gái là caroline còn đây là người em dễ roger và con trai ông ta david bị tự kỹ Ngoài ra còn có cô bác sĩ tư gia tên là Julia. Ngày hôm đó cô gái Winter Vicky dựa theo địa chỉ trên mảnh báo nhỏ, từ New York cô bắt tàu lửa đi đến một thị trấn xa xôi gần cảng biển. Tìm đến tòa dinh thự Colin để xin làm bảo mẫu, ra chào đón Vicky là chú quản gia Winley. Trước đây nơi này từng có hơn trăm người giúp việc nhưng hiện giờ chỉ còn lại tôi và bà cụ ngoài 80. Lúc này Elizabeth mới đi ra tiếp đón Vicky và giới thiệu từng người trong gia đình. Nhìn thấy bức tranh trên tường Vicky bị thu hút và thắc mắc đây là ai? Đó là cụ cố Barnabas, một trong những người tài giỏi của gia tộc Colin khi đến giờ ăn thì bỗng dưng xuất hiện một bóng ma trắng xóa thế nhưng chẳng có ai trong nhà sợ hãi hay tỏ ra kinh ngạc hóa ra đây chính là cậu bé david người mà vicky nhận làm bảo mẫu vào 3 năm trước mẹ david đã bị tai nạn trên biển rồi qua đời tuy nhiên cậu bé không chấp nhận nổi sự thật này mà cho rằng mẹ mình vẫn còn sống và đang lãng vãng ở trong nhà mọi người đừng tin thằng nhãi ấy nó bị điên đó im miệng ngay caroline mau về phòng cho mẹ tối hôm đó có một nhóm người đang thi công đào bới một khu đất tự dưng xe cuốc móc phải thứ gì đó rất cứng mọi người hiếu kỳ lập tức moi lên xem thì phát hiện một chiếc quan tài cùng lúc này vicky đang soạn đồ thì đột nhiên bóng ma lại xuất hiện trước cửa phòng cô gái tưởng rằng đây là david nên từng bước tiến lại gần khi lột tắm vãi trắng ra thì không ngờ đây là linh hồn của joseph ấy vậy mà vicky cũng không tỏ ra sợ hãi joseph nói rằng chàng đang tới rồi bay ra đèn chùm ở phòng khách sau đó gieo mình xuống sàn gỗ biến mất phía này những người công nhân tò mò không biết trong quan tài là gì họ bèn lấy kiềm cắt bỏ hết xích sắt đột nhiên quan tài động đậy rồi bốc ra làn khói khiến cho ai cũng ngỡ ngàng kinh ngạc một người bay lên với thân pháp rất nhanh đám công nhân hốt hoảng định bỏ chạy nhưng không ai thoát được móng vuốt của tử thần không ai khác đây chính là Barnabas. bị chôn vùi 200 năm nên anh không thể kìm được cơn khát máu hơn nữa vùng đất này đã trở nên lạ lẫm với anh con đường đất ngày nào sao giờ nó lại cứng thế này nhìn thấy ánh sáng anh tưởng rằng sa tăng đang truy lùng mình có ngon thì hãy đến bắt ta đi thẳng quỷ ai ngờ đây là một chiếc xe hơi ối rồi ơi tên ngáo đá banabat ngạc nhiên khi nhìn thấy biểu tượng của quỷ sao lại là mcdonald thị trấn bây giờ còn có cả điện thoại ở ngoài phố ôi thần linh ơi còn đây là gì đây mọi thứ trong mắt banabat đều vô cùng kỳ lạ con quái thú màu đỏ ấy là gì thế nhỉ cuối cùng theo trí nhớ của mình anh đã tìm được đường về tòa dinh thự colin tiến vào trong anh gặp ông quản gia Willy đang say xỉn chăm sóc vườn bí ngô Barnabas lập tức thi triển năng lực ma cà rồng thôi miên người quản gia ai ngờ ông ấy phê quá ngủ thiếp luôn tỉnh dậy đi lão già hãy nói cho ta biết bây giờ là năm mấy 1972 thường ngài hiện tại ai đang sống trong tòa dinh thự thế là những người thuộc dòng họ Colin thường ngài được rồi kể từ nay ngươi sẽ là tôi tớ trung thành của ta trước tiên hãy giúp ta tắm giữa cái đã cứ như thế mà Barnabas tự nhiên vào trong tòa dinh thự chẳng thèm để ý đến ai khác Tất cả những món đồ trang trí trong này anh đều biết rõ nguồn gốc xuất xứ của chúng. Caroline và David mới thắc mắc sao ông nội này trông giống người trong bức tranh thế nhỉ. Bởi vì ta chính là hắn cậu bé ạ, à. Barnabas Colin. Ồ nếu đúng như vậy thì chúng ta là họ hàng rồi. Cũng có thể xem là vậy. Thế nhưng Elizabeth lại không tin nên liền cầm con dao để tự vệ. Bà cho rằng Barnabas chỉ là một kẻ lừa đảo tìm đến đây để kiếm lợi. Mặc dù vậy anh cũng không trách bà chủ. Bởi vì trong nhà tự dưng lại xuất hiện một người lạ thì ai mà không nghi ngờ để chứng minh bản thân từng là người sở hữu nơi đây banabat bèn xoay cái tay vịnh mở ra một căn phòng mật thất ấy vậy mà elizabeth vẫn chưa chịu tin anh thế là banabat cắm cây gậy vào cái lỗ trên sàn rồi vặn một cái mở ra một đường hầm bí mật ở bên dưới lò sưởi chỗ này quả thật là elizabeth chưa hề biết đến cứ như thế anh dẫn bà chủ nhà đi xuống tầng hầm rồi vào một căn phòng chứa rất nhiều đồ cổ và vô số ngọc ngà châu báu khi nhìn vào tấm kính elizabeth không thấy ảnh phản chiếu của banabat Giờ thì bà mới tin anh đúng thật là cụ cố của dòng họ và mong muốn được ở đây như là một thành viên trong gia đình. Thế nhưng ông phải che giấu thân phận ma cà rồng không được nói cho mọi người, được rồi ta hứa. Sáng hôm sau Elizabeth bèn giới thiệu rằng Barnabas là họ hàng xa vừa mới đến, vô tình anh ngỡ ngàng khi trông thấy chị bảo mẫu Vicky có hình dáng rất giống với cô người yêu Joseph. Lúc này Barnabas mới nhận ra gia tộc Colin đã xuống cấp đến nỗi những chiếc nghĩa bạc cũng bị bán đi, thay vào đó là đồ inox có giá rẻ. Bởi vì toàn bộ thị trường đánh bắt cá ở đây đã bị công ty đối thủ Enzo Bay chiếm lĩnh, Thật không ngờ kẻ đứng đầu chính là phù thủy Angelic. Được rồi, bây giờ đã có ta ở đây, ta sẽ khôi phục công việc kinh doanh gia đình này trở về thời hoàng kim của nó. Khi này Angelic vừa vào nhà máy thì nghe nhân viên kể lại chuyện đêm qua, có 11 công nhân bị sát hại và tất cả đều bị xé toạt cổ họng. Nghe thấy vậy mụ phù thủy lập tức đến hiện trường, nhìn thấy quan tài trống rỗng ả biết ngay đó là ai. Cứ thế mà Angelic chạy thẳng đến dinh thự xông vào trong tìm banabat nhìn thấy kẻ đã hại mình ra nông nỗi này banabat chỉ muốn cắn chết ả phù thủy. Thế nhưng Angelic lại không hề có ác ý mà chỉ muốn ôn lại tình cảm ngày xưa với Barnabas. Chào mừng anh đã trở lại thế giới này bằng một nụ hôn nồng cháy sau đó mụ phù thủy rời đi với dáng vẽ vô cùng đắc ý. Đêm hôm đó Barnabas kể lại hết mọi chuyện năm xưa cho Elizabeth. Angelic chính là một phù thủy đã hãm hại gia tộc này lụng bại như hôm nay. À con nguyên rủa ta trở thành loài ác quỷ khát máu. Vậy thì ông hãy đấu tranh để giành lại những gì gia tộc ta đã mất. Ngươi nói đúng. Thế là ngày hôm sau Barnabas với tinh thần phấn chấn vệ sinh lại răng miệng, mặc dù là anh chỉ thấy chiếc bàn chãi mà thôi. Tiếp đó cả gia đình đến kiểm tra tình trạng của nhà máy chế biến thủy hải sản, hiện tại nó như là một căn nhà ma hoang phế đổ nát. Banabat lập tức cho người sơn phết tân trang lại nội thất tòa dinh thự, Willy thì ra sức lau chùi sạch sẽ các phương tiện đi lại. Để lấy lại địa bàn đánh bắt cá, Banabat tìm đến người thuyền trưởng mê hoặc ông ấy trở thành người của mình. Vậy là từ nay các ngư phủ ở cảng này đều sẽ giao hàng cho thương lái nhà Colin, sau đó Banabat khôi phục lại hoạt động cho nhà máy chế biến thủy hải sản bắt đầu cạnh tranh với đối thủ Enzo Bay, do không có chỗ ngủ thích hợp với ma cà rồng nên Banabat đành phải chui vào một thùng giấy để tạm nghỉ. Willy thấy vậy mới tìm về một chiếc quan tài cũ kỹ, nhờ thế mà Banabat có được một nơi ấm áp dành cho ma cà rồng. Sau khi ổn thỏa chuyện công việc anh bèn dành thời gian ở bên chị Vicky, dần dần cô cũng đã có tình cảm với Banabat. Lần đầu tiên nhìn thấy ca sĩ trong TV anh còn tưởng rằng đây là phù thủy tí hon nữa chứ. Đêm hôm đó anh phát hiện cây đèn trong phòng Caroline trông như là những giọt máu. Vô tình bác sĩ Julia đi ngang qua nên tưởng rằng anh có vấn đề về tâm thần, cô liền tiến hành liệu trình điều trị tâm lý cho Barnabas, phương pháp tối ưu nhất chính là thôi miên. Anh nghĩ rằng loài người thì không thể nào dùng được chiêu này với anh nhưng ba giây lại bị chìm vào vô thức, bác sĩ hỏi câu nào anh đều thành thật trả lời đúng sự thật. Thế là cô bác sĩ biết được thân phận của anh là ma cà rồng, Elizabeth mới nói rằng Barnabas tuy là quỷ hút máu nhưng không hề có ý làm hại ai trong nhà này. Mặc dù có hơi sốc nhưng khi suy nghĩ kỹ lại thì cô bác sĩ nhận ra Barnabas là một nhân tố hiếm có trong y học sự bất tử của anh đáng để cô chuyên tâm mà nghiên cứu. Barnabas cũng có mong muốn được trở lại làm người, anh tình nguyện cung cấp máu cho bác sĩ để làm mẫu thí nghiệm. Phía này Angelic đã nhìn thấy nhà máy của gia tộc Colin càng ngày càng ăn nên làm ra, cô ta tức giận lập tức mở cuộc họp hội đồng quản trị để tìm cách dìm cho đối thủ tàn lụi. Trước tiên mụ ta sẽ dùng phương pháp thật nhẹ nhàng đó là mua lại nhà máy chế biến Colin. Dĩ nhiên Barnabas không đồng ý mà còn muốn giết ả phù thủy, bởi vì đây không phải đơn thuần là kinh doanh mà còn là danh dự của gia tộc anh, cho nên không thể nào mà bán đi được khuyên nhủ Barnabas không được ả phù thủy bèn chuyển qua kế hoạch B, đó là dùng thân xác của mình quyến rũ anh dai đẹp lần nữa, nhìn thấy con hầu sữa dâng hiến đến tận miệng. Barnabas không kìm chế được dục vọng nên liền thỏa mãn cơn khát tình của ả phù thủy, hai giống loài này giao hợp đúng là rất khác người. Tuy nhiên khi xong chuyện Barnabas vẫn không muốn bán lại nhà máy chế biến Colin, ả phù thủy mới đe dọa anh rằng nếu cô mà không có được thứ mình muốn thì sẽ hủy diệt nó. Đêm hôm đó Barnabas lén lút lấy đồ vật giá trị dưới tầng hầm bí mật thì không may gã Roger đã phát hiện, sáng hôm sau Barnabas quyết định sẽ tổ chức một buổi dạ tiệc để chứng minh cho người dân thấy được quyền lực của gia tộc Colin. Khách mời đến đây toàn là tầng lớp thượng lưu với dàn ca sĩ dưới ánh đèn sân khấu vô cùng sôi động. Bà lão giúp việc thì đã lãng tai rồi nên không quan tâm. Thừa dịp này Barnabas bèn nói ra tình cảm trong lòng mình với Vicky. Cô gái cũng muốn phát triển mối quan hệ với Barnabas nhưng sợ anh sẽ xa lánh bởi vì trước đây cô đã bị cha mẹ mình dùng bỏ và đẩy cô vào viện tâm thần. Sau đó trải qua những trị liệu vô cùng đau đớn, không chịu đựng nổi Vicky đã lén lút trốn khỏi viện tâm thần. Theo chỉ dẫn của hồn ma Joseph, chị Vicky mới đến tòa dinh thự này xin vào làm bảo mẫu, nghe thấy cảnh đời của Vicky anh chàng Barnabas càng yêu thương cô gái nhiều hơn. Đúng lúc này ả à phù thủy chạy đến đây mặc dù là không được mời, cô ta cứ thế đi thẳng vào trong và nhìn thấy Barnabas đang âu yếm cô gái khác. Viễn cảnh này sao mà giống như chuyện năm xưa khiến cho ả à phù thủy nổi lên cơn ghen cực kỳ tức giận cào lên tường, ngày hôm sau gã Roger lén lút tìm kiếm đường vào mật thất để lấy châu báu. Vô tình hắn đã bị Barnabas phát hiện, anh tức giận túm cổ gã đê hèn và cho hắn hai lựa chọn một là ở lại làm người cha tốt của David, hai là lấy một số tiền rồi biến khỏi đây cho khuất mắt ta. Đương nhiên gã đê hèn đã chọn tiền mà lạnh lùng bỏ rơi cả con mình, cứ như thế gã đê hèn xách vali rời khỏi đây. Cậu bé đau khổ chạy về phòng thì không may va phải cái thang làm cho đèn khối cầu rơi xuống. Tình huống nguy hiểm Barnabas liền thi triển siêu tốc độ cứu cậu bé, vô tình Vicky đã nhìn thấy được thân phận ma cà rồng của anh. Ánh sáng mặt trời đang thiêu cháy bộ áo vest. Sau chuyện này Barnabas quyết tâm tìm đến Julia nhờ cô giúp mình trở lại làm người. Thế nhưng anh lại phát hiện ả bác sĩ đã sử dụng máu mình để được bất tử, quá tức giận anh cắn chết cô bác sĩ sau đó cùng Willy mang cái xác ra bến sông Dìm xuống nước để phi tang. Tất cả cũng là do lời nguyền của ả phù thủy làm cho anh ra nông nỗi này, nhìn thấy anh cô ta tiếp tục giở trò quyến rũ và đưa ra hai lựa chọn, một là yêu cô ta đến mãi mãi cùng nhau thống trị thị trường đánh bắt cá, hai là bị tống trở vào quan tài thêm 200 năm nữa. Banabat bản tính cương liệt nên đã khước từ nhà ý của ả phù thủy. Thế nhưng anh vừa bước ra thì gặp phải cái quan tài Angelic lập tức đi tới điều khiển dây xích trói chặt Barnabas rồi đẩy anh ngã xuống. Sau đó chuyển anh đến lăng mộ của gia tộc Colin. Trước khi từ biệt, ả à phù thủy còn tặng cho anh cái quần lót màu đỏ để anh thưởng thức mùi thơm của nó đến tận cùng của thời gian. Khi chạy ngang qua nhà máy Colin, mụ phù thủy còn chơi ác triệu hồi lên ngọn lửa thiêu rụi cả nơi này. Sau đó ả à ta nói với cảnh sát hung thủ giết chết những công nhân đêm hôm đó chính là Barnabas. Còn vụ cháy này là do Willy gây ra để xóa đi chứng cứ phạm tội của chủ nhân. Cả gia đình Colin đều là tòng phạm hốt hoảng chú Willy lập tức chạy về nhà báo tin cho mọi người. Cậu bé David cũng kịp thời phát hiện nơi Barnabas bị giam giữ và giải thoát cho anh, mụ phù thủy và đám cảnh sát cùng người dân liền chạy đến bao vây tòa dinh thự. Elizabeth hãy mau mau theo chúng tôi về trụ sở. Barnabas mới đi ra thôi miên cảnh sát trưởng không nên nghe theo lời của Angelic, bởi vì cô ta chính là một phù thủy. Để chứng minh điều mình nói anh bèn cắn vào cổ Angelic nhưng cô ta không hề gì mà còn đẩy anh văng vào cửa. Đến nước này cảnh sát và người dân cũng không dám can thiệp nữa mà nhanh chóng giải tán. Mụ phù thủy cứ thế mà hiên ngang tiến vào nhà, ngươi phải bước qua xác của ta trước đã. Ta lệnh cho ngươi hãy mau giải thoát cho Vicky khỏi lời nguyền. Ra lệnh à, nghe mà muốn buồn nôn. Barnabas tức giận túng cổ Angelic ném lên lầu. Một giây sau ả à, ta liền bay xuống thì bị Elizabeth bón cho vài viên kẹo đồng. Tuy nhiên mụ phù thủy chẳng hề hấn gì mà còn đứng lên với vẻ mặt vênh váo. Barnabas tức điên cầm miếng gỗ tán cho một cú. Angelic bèn phù phép cho các đồ vật trong nhà ban cho con rắn gỗ có sự sống tấn công Elizabeth. <laughs> Tiếp theo đó, ả phù thủy còn làm cho các bức tranh chảy ra máu âm ti cực kỳ độc hại nứt toạt cả sàn nhà, hoa lá cũng không chịu nổi mà nhanh chóng héo tàn. đúng lúc này Caroline xông ra ngoài, hóa ra cô ta đã dính phải lời nguyền ma sói. người hãm hại cô cũng chính là mụ phù thủy, ả lệnh cho người gỗ túm chặt lấy Barnabas. Caroline liền lao tới cắn vào tay Angelic, nhưng ả ta không hề đau mà còn quăn con sói ra dễ dàng. giờ thì không còn ai có sức đối kháng với mụ phù thủy nữa. cậu bé David thấy vậy bèn đe dọa ả Angelic hãy mau biến khỏi đây nếu không sẽ hối tiếc. ngươi nói đùa với ta à nhãi danh? Không, ta không đùa đâu. đột nhiên mẹ David hiện ra hét to lên một cái đẩy mụ phù thủy văng vào đèn chùm rơi xuống ngọn lửa dần dần lan ra khắp nơi ma thuật của angelic cũng mất đi nên banabat được giải thoát mọi người lập tức chạy ra khỏi nhà lúc này banabat mới tiến lại gần angelic và nói rằng cuộc chiến đã kết thúc tại sao cô lại hận tôi đến như vậy chứ bởi vì thiếp yêu chàng nên mới hóa thành hận để chứng minh ả phù thủy liền móc ra trái tim mình cho banabat kiểm tra hai giây sau nón vỡ vụn và angelic cũng chết đi ngay lập tức banabat chạy ra vực tử thần để ngăn cản vicky nhảy xuống tuy là cứu được cô nhưng rồi sau này cô cũng sẽ chết đi vì tuổi già Chính vì vậy nên Vicky muốn trở thành ma cà rồng để cùng sống cạnh Banabat mãi mãi. Tuy nhiên anh không đồng ý vì như thế sẽ rất là đau khổ. Vicky buồn bã quyết định nhảy xuống vực. Không còn cách nào Banabat đành phải lao theo cắn cô gái. Cuối cùng cả hai trở thành đôi tình nhân ma cà rồng mãi mãi ở bên nhau. Bộ phim đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một like và một đăng ký kênh ủng hộ mình nhé các bạn. Tạm biệt.